Ok, giờ hai sao bạn đã trở lại với Xenomin. Mình là Trung Mi đây, và chúng ta sẽ trở lại với series 400 mã lực các bạn. Đó, hôm nay chiếc mà chúng ta sẽ mod độ 400 mã lực đó chính là chiếc Limousine của tổng thống ha. Theo yêu cầu của bạn, một bạn trên Facebook comment cho mình là yêu cầu mình là làm chiếc Limousine với độ 400 mã lực thì ok, hôm nay mình sẽ làm ha. Bạn đó được học sinh giỏi nên mình sẽ làm thằng bạn đó. Bạn lại quên tên rồi. Mình nhanh quên quá. Do rất nhiều bạn comment nên mình chỉ đọc sơ qua lướt qua. Bạn nào comment sớm nhất thì mình sẽ làm ha. Facebook của mình là tên là Lê Trung Thành các bạn. Các bạn có thể lên Facebook tìm giúp mình. Đó là chiếc limo của chúng ta đây. Đó. Thấy Michael đứng cái chiếc limo hợp không bạn? Đó, anh Michael chúng ta đây. Giờ lên xe. Đó. Sang chảnh đàng hoàng nha. Phải cho thêm mấy người nữa lên xe. Limo mà phải ngồi đông đông mới giữ. No. Spam rồi. Cho FBI ngồi chung á, kiểu như là tổng thống hay có cái xịt gì thằng nào chức cao cao để mình lái chung mình mới cảm thấy vui. Lái mà mình buồn các bạn. Uống cho mã lực là cho teo teo giải luôn. Đó, lên xe lên 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 lên, let's go, ba người. Nè, phó phó giám đốc, tổng giám đốc, cái xịt gì cũng giám đốc hết. Rồi cứ lên đi, tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là la làng lên sớm. Chết rồi, cái mod 400 mã lực bị lỗi rồi. Oh shit, để coi cái này chỉnh được không. Ấy, cái mod 400 mã lực bị tạm ngưng rồi. Cho nãy mình độ cái body gì nó độ cái gì kiểu như mấy thằng ấy. Real Austin. Coi coi. Engineer. Đây đây đây, độ động cơ lên. Không, cái này độ bình thường. Ý mình là mình đúng độ 400 mã lực kìa. Đó, độ xe này nó nặng như lắm. Hả, 10 tấn nặng hơn xe tải các bạn nên mình phải độ 400 mã lực thôi. 400 mã lực đâu ta? Tắt động cơ. Mở động cơ đi. Tắt được hết. Gen nãy gì ta? Ờ, đóng băng hả? Đóng băng băng xe là được luôn, hay thiệt. Lóc đờ đo nè, đóng cửa nè, phá cửa chứ. Ok, phá cửa được luôn. Tiêu gian còn á. À, tăng 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 động cơ lên nè, 400 lên à, lên 100 nè, đúng rồi đó. Đó, 400 hơn rồi đó. Đó, limo sai 400 lần rồi đó bạn. À, nhưng mà nó cũng rất là nặng. Limo này là tốc độ tối đa thôi, ở ngoài đời nó chỉ chạy được khoảng 160 thôi, 150 thôi. Mà chiếc limo không bao giờ chạy tới 150 hết. Thì xe chở tổng thống mà bạn, nó có đồ hộ tống nên cùng lắm chỉ chạy 80 thôi. Nè bây giờ nè, nó bứt tốc số 2 lên 160, số 3 nó nặng bằng xe tải á. Họ phanh lên nè. Ui 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 ui. Ui phanh im nữa ta. Ủa cái xe này nó đặc biệt một chỗ là nó rất là im. Anh em thấy nè, phanh lại. Thằng ngồi kế bên không bị chúi về đằng trước. Thấy không? Bình thường đi xe khác là nó sẽ bị chúi về đằng trước. Thấy rõ luôn á. Drift luôn kìa. Quá dữ. Nè phanh. Đó, nó hơi bị chúi thôi. Nhưng mà chạy chậm chậm thì nó sẽ không bị chúi. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài thôi. Xe này chúng ta sẽ được ưu tiên.
Mở cửa, phanh lại. Mở cửa đâu, ông ấy về đâu rồi? Xe tổng thống đi mà. Cái xịt gì vậy? Ông bảo vệ ông trốn rồi. Bứt tóc. Khá nhanh. Khả năng tăng tốc cũng như một chiếc xe siêu xe bình thường khi chưa được độ gì thôi. Chứ không phải đòi hỏi hơn một chiếc nặng như vậy mà chạy đúng quốc cho mã lực được. À, bây giờ chúng ta sẽ lên cao tốc test mát bít của chiếc này ha. Rồi đi đường này không trời, xe dài quá. Rồi cái gầm cũng dơ rồi, xe bị dơ rồi. Ui bốn bô luôn chứ đùa. Ấy trời ơi, có chạy không? Mà nó không chạy. Xe dài quá bạn ơi, xe mát dài luôn á. Lên cao tốc mà. Rồi chúng ta sẽ đi đi phượt. Đi tới đây ha. Đi tới cảng cá này đi. Ok. Ấy ấy. Xe có tổng thống đi mà mày vậy đó hả? Ôi 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 ôi, mình lỡ đụng mất rồi. Xe tải nó mình còn lỡ ngủ nó đua rồi. Ok. Xe dài quá, khó lái ghê luôn á. Kìa anh em thấy nó bò cái cua cái thấy hết mẹ cái đường của người ta rồi, bò như bò xe tải. Để cảm giác ngồi trong xe cho bạn xem ha. Xe rất là dài nên không thể lái kiểu như là siêu xe được. Nhưng mà mình vẫn chạy được. Oh yeah. Anh em hãy... Ý rồi, xong luôn. Có sao không, có sao không? Hay quá, có một người ngồi sau được bảo vệ rất là an toàn. Chỉ có hai người trước là bị thương nặng thôi. Không, hắn người trước nó không bị đập mặt, nhưng mà bị quán tính nó đẩy ra ghế trước nhiều, nó chỉ kiểu như là nghiêng nghiêng một tí thôi. Let's go. Đó, demo đang chạy rất là sung. Chúng ta đang trên cao tốc Mỹ. Xe này bảo đảm hai người ngồi sau là an toàn luôn á. Tông kiểu gì hai người trước, một là hai người chớ bị thương thôi, cái hai người sau chả bị gì đâu. Chỉ có khi qua kiểu như qua ngã tư á bị tông ngay hông á thì hai người sau mới có khả năng là bị thương thôi. Nếu tông trước mặt thì không sao đâu. Thứ hai là bị tông đít ha, bị từ đằng sau tông tới. Ồ, chạy đường dương luôn rồi. Lái rất là ổn định luôn. Bao ổn định luôn á. Ui phải chẹo bánh xe rồi, chẹo bánh xe rồi. Không mớp một chút chứ không phải chẹo. Ôi phải nhìn, phải vô góc nhìn nó nhất ngọ bạn ơi. Ngọ ngoài xe này dài quá khó nhìn lắm. Ui rất là an toàn luôn. Mày thấy limo này không? Dù tông người ta nhưng mà nó vẫn không sao. Vẫn không bị gì. Mắt biết nha. Đang gán lên 250. Limo này lên được 250 là khủng à. 300 không? Nó lên rất là chậm luôn. Nó lên được nhưng mà nó lên chậm. Đã lên tới số 5. hai trăm chín mươi vẫn còn 1.000 giải trong tour nữa. 290 rồi. Mát bít của chiếc này là 290 ha, đã độ 400 mã lực luôn mà vẫn vậy. Ơi 300 luôn á. Ơi xong rồi. Ơi à,
Trời, pha nó đụng ghê chứ trời. Bể cái kính nó phía trên luôn chứ. Ồ, mình bị hương ngay tay rồi. Cái tay mình bị hương rồi. Mọi người không ai giúp đỡ tôi hết vậy, tôi má má bị đụng xe. Kinh quá bạn ơi. Hớp banh cái đầu phía trước luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử thử nghiệm cái độ an toàn của chiếc xe này ha. Ok, mình sẽ thử bằng cách mình sẽ tông một vận tốc cao nhất. Chỉnh lên 200 luôn thôi. Đó. Rồi bây giờ mới 400 mã lực nè. Nãy là chưa đâu, nãy là chưa, không hề 400 mã lực. Nãy là chỉ như 100 mã lực thôi. Bây giờ là gấp 2 lên nè. Tại cái mod mình này mình chưa biết chỉnh. Bây giờ mình biết rồi đó. Sửa xe cái. Nhưng mà qua lộn. Bứt tốc. Cái xác xe quá nặng nên bứt tốc cũng vậy rồi, cũng không có nhanh mấy được. Vừa test mát bít vừa test 400 mã lực luôn ha, vừa test va chạm luôn. Đó. Xe lên được 300 đó. Đó, vượt qua 300 dễ dàng. 400 mã lực cũng không phải đổi gì nhiều mấy, mình tăng gấp đôi lên rồi đó. Nhưng mà cái xác xe vẫn rất là nặng nên động cơ vẫn không thể lên cao được. Cùng lắm lên khoảng 400 km/h thôi, không lên 540 nữa đâu. Ui, xe độ rip kìa. À, né. Rồi. Thôi là xe ổn định á. Không ổn định đâu pha đó, mẹ lật xe rồi. Tốc độ 300 km/h ở ngoài mày biết là đụng là chết chắc luôn á, không có đường nào mà sống nổi. Còn trong game thì bỏ mai còn sống chứ ngoài đời là chết chắc á. Nói 100 km/h thôi là anh em muốn lên dĩa rồi. Chứ đừng nói là tới 300. Còn 540 thì xác định là không còn gì để tìm luôn. Quả mai kiếm được cái ghế của các bạn. Ghế ngồi thôi chứ thằng xác là chả còn gì đâu. Được 340 rồi nè. Đang chạy len ở ngoài luôn. Ấy xong rồi. Ấy. Khủng quá. Ấy. Đi coi. Nó chạy vô lề, chạy lên vô cái lane khẩn cấp trên đường cao tốc. Xe đó đã bị mình đụng đai rồi. Không kiểm tra coi thiệt hại của chiếc này gây ra là như thế nào. Hai anh ngồi sau có vẻ như vẫn ok. Anh này không sao chứ anh đó, hai bác ngồi sau rất là tỉnh. Mình cũng không sao. Xe bị mớp phía trước, cái bánh hơi bị nghiêng một tí rồi. Rồi vẫn ok giải tiếp được. Rất sao vẫn bị mớp. Pha nó đụng mà bay, anh em thấy bay ghê không? Xe này phải nói chạy 350 là chạy được chứ chứ không có là an toàn. Xe siêu xe thì 350 là dưới siêu xe là chuyện bình thường thôi. Mà cái chiếc xe này rất là nặng, vừa cộng kênh đó, vừa nặng vừa cộng kênh đó. Tại già như thế này thì phải nói 350 là tốc độ rất là khó xử, rất là khó chơi. Ơi, Lambo kìa, Lambo mình qua mặt cái một. Trời ơi. Tổ lái nhập. Đó, tổ lái nhập. Chết rồi. Đó. Ấy ghê, núp vô. Ôi shit, cái bánh nó bị hư nặng rồi, phải sửa thôi. Bắt buộc phải sửa rồi, cái bánh bị hư quá nặng. Ok, à, bây giờ là pha đụng chí mạng nè. Coi có ai bị chết trong xe không nha. Xe chạy hết sức nhanh, đụng. Gần như là mát bít. Siêu xe thì 350, siêu xe thì lái là chuyện bình thường thôi.
đó bị đờ rip đó, mất lái đó, nhưng mà mình vẫn kiểm soát được do mình đã chạy quen rồi. Bạn nào mới biết chơi mà chạy chiếc này 400 mã lực là không chạy được chắc luôn. Mình quen chạy tốc độ cao rồi nên mẹ mà hơi khó lái một chút thôi. Sẽ thử tông phát nè. Lên đòi. Bóp nặng luôn các bạn. Văn chành. Pha này nè, nếu không ai là người sao chết chắc rồi. Anh thấy không, bóp như thế này đâu sống nổi đâu chị. Trong game nó hư cấu. Pha đụng trực diện ngược chiều nè. 350 ha. Đụng mình kiếm chiếc xe nào bự bự á, đụng mới phê. Phê chưa? Không, chưa phê lắm, tại vì chiếc ấy á, kẹt bánh rồi. Ơi mình phá mẹ cửa xe rồi. Ôi, nó mở cửa được kìa bạn. Trời ơi, hên là có hai thằng vệ sĩ á. Thằng da đen thằng trâu dữ trời. Rồi, anh vệ sĩ đây, hạ đụng á. Phá cửa rồi. Bị kẹt cái bánh đó các bạn ơi. Tông sao gãy bánh nó gì rồi. Rồi xuống xe. Mình xuống xe không được luôn. Phải mở phá cái cửa ra được. Anh lóc. Đó xuống xe được đó. Ây. Trời nhém mấy xe đụng. Mượn. Anh em đâu? Cho tổng thống mượn xe. Trời ơi. Ây da. Không quýnh tôi kìa các bạn. Đúng rồi đó. Hội đồng á. Ôi hội đồng kìa. Lên. Lên xe. Mình không biết nào tổng thống luôn. Đó chiếc này chắc lên 540 được. Đó, tông khỏe người luôn. Mấy chiếc này chạy 300 là chuyện bình thường. Đó. Anh em thấy không, chiếc này vẫn là được 540 nhưng mà do cái xác xe của limo nặng quá. Nó không thể lên 540 nổi. Mà xe này nhìn nhỏ xíu à. Smart beat chiếc này ha. Ồ, tiếng bô nghe cũng được á. Ồ, nét kìa. Khó lái quá. Xe này không lái tốc độ cao được. Lên tốc độ cao nó rất là kiểu như nó bị quăng á. Ui, ui. Banh chành. Mẹ bánh này. Nó sẽ YOLO. Motherfucker. Mình sẽ bay xuống biển nha. Let's go. YOLO. Anh em có một giây để cầu nguyện. À. Chẳng chạy được. Lời cầu nguyện của anh em đã được chấp nhận. Chúa đã giúp anh em còn sống tới giờ này. Nhưng mà liệu pha này rớt cớp em luôn kìa. Thì pha này có sống nổi không? Tổng thống. Ông không phải chết rồi. Rồi xuống đây. Bùm 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 bùm. Xong. Mình bị văng ra ngoài chắc. Ok ha, giờ video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Các bạn hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe để ủng hộ channel của mình. Ok, chào được mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh của mình và đừng quên like video để ủng hộ.